Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Tuki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì mình đã rất là cố gắng để farm những anh Wither Skeleton ấy, và cuối cùng thì mình đã nhặt được cái đầu Wither thứ ba rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình đã có thể triệu hồi được con boss Wither rồi. Và trong thời gian giữa hai tập ấy, mình cũng đã chế tạo sẵn những cái lọ thuốc ấy để chúng ta có thể sử dụng khi mà chiến đấu với con boss Wither nha. Đầu tiên ấy thì mình phải sử dụng lọ thuốc hồi máu tức thì này để chúng ta có thể hồi phục sau khi bị con boss tấn công ấy. Đó, mình có 5 lọ thuốc hồi máu tức thì. Tiếp theo thì mình có những lọ thuốc sức mạnh này. Ở đây mình đã nâng cấp thành thuốc sức mạnh 2 ấy, để cho chúng ta có được lượng sức mạnh nhất định để dễ dàng đánh con boss hơn nha. Và lọ thuốc cuối cùng đó chính là những lọ thuốc tốc độ để chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn và né những cái phát bắn của con boss Wither nha các bạn. Vì đây là một con boss rất là mạnh ấy, cho nên mình phải chuẩn bị phương án dự phòng, đó chính là những anh golem nha. Ở đây mình sẽ mang theo một ít cái khói sắt này, mình sẽ chế tạo thêm ít khói nữa đi. Tại vì khoảng 4 khói là mình có thể triệu hồi được một anh golem á các bạn ơi. Đó, mình sẽ lấy 16 khói nha. Đây, mình sẽ mang 16 khói thôi, còn mấy cái còn lại mình sẽ cắt bớt. Mình sẽ mang theo táo vàng này để mình ăn trước khi mà mình triệu hồi con boss Wither ấy các bạn ơi. Ở tầm này cũng khá là ổn rồi. Nhưng mà để triệu hồi được con boss Wither ấy thì chúng ta cần phải có các linh hồn nữa. Và các linh hồn mình như mình còn ít ở trong kho hay sao á. Để xem nào. Đây mình còn được 9 các linh hồn nè, mình chỉ cần 4 thôi các bạn ơi. 4 đúng không ta? À đúng rồi, 4 thôi các bạn ơi. Đó, và ba cái đầu Wither đúng không? Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải sửa bộ giáp mình lại cái đã. Bộ giáp mình nó gần hỏng mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái giá treo đồ nữa để mình có thể treo cái bộ đồ mình đang mặc lên nha. Đây, giá treo đồ nè. Mình sẽ máng tạm bộ đồ của mình ngay ở góc này đi. Đó, cởi ra hết luôn. Rồi chế tạo hoặc là sửa lại nha các bạn. Đó, mát vào. Rồi, xong. Giờ cái mấy cái phiến thì mình sẽ cắt bớt vào đây nè. Để coi nào, mình còn kim cương không ta? Kim cương mình còn khá là nhiều, nhưng mà bây giờ mình kiểm tra cái đã. Để coi mình còn một set đồ nào nguyên vẹn một xíu không. Mình mặc tạm các bạn ơi. Tại vì đánh boss này mình nghĩ không cần bộ giáp quá là xịn đâu. Để coi nào, cái bộ giáp này. Ủa, bộ giáp này hình như mình chưa sửa kịp hay sao á. À mình sửa cũng gần xong rồi nè. Mình mặc tạm cũng được các bạn ơi. Dù sao thì đồ bền nó cũng nhiều hơn rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm những cái đầu Wither nha. Đây mình có 3 cái đầu Wither và 4 cục cát linh hồn rồi. Khá là ổn rồi đó. Giờ mình sẽ đi lấy thêm những cái quả bí ngô thôi các bạn ơi. Giờ mình sẽ qua cái chỗ farm bí ngô tự động của mình ấy để lấy khoảng 4 cái đầu bí ngô nha. Rồi chúng ta cắt mặt sẵn luôn. Để lúc đó mình chỉ cần đặt xuống ấy là anh golem sẽ bắt đầu xuất hiện nha các bạn. Tại vì phiên bản mới này thì chúng ta phải cắt mặt ấy thì mới có thể triệu hồi được những anh golem ấy các bạn ơi. Giờ rương mình nó đầy mất tiêu rồi nè. Chắc mình phải nén bớt các bạn ơi, chứ giờ nó nhiều lắm rồi. Giờ mình sẽ lấy ra bớt nè để đổi thành những cái trái dưa hấu ấy. Đây mình có quá trời trái dưa hấu luôn nè. Cái rương mình nó hơi bé các bạn ơi. Sắp tới mình sẽ nâng cấp cái rương thêm ở dưới một xíu nữa để cho đảm bảo là cái việc thu hoạch bí ngô nó trở nên dễ dàng hơn ấy. Để như vậy thì mình sợ là nó sẽ bị nghẽn ấy các bạn ơi. Bí ngô nè, cắt bớt hấu đi. Rồi giờ vào trong để cắt 4 cái mặt bí ngô này là chúng ta đã có thể sẵn sàng đi tìm một nơi nào đó thích hợp ấy, rồi đánh nhau với con boss Wither nha các bạn. Hiện tại thì mình có 2 cái nơi để có thể đánh được con boss Wither. Một là chúng ta sẽ lên trần địa ngục ấy. Tại vì ở phía trần địa ngục thì nó sẽ có bedrock các bạn ơi, và con boss Wither nó sẽ không có thể nào bay ra bên ngoài được ấy. Hai là chúng ta sẽ đi sâu tít ở phía dưới lòng đất luôn để có thể đánh con boss Wither nha. Nếu mà mình thả phía trên ấy thì rất là nguy hiểm luôn. Tại vì con boss Wither ấy nó sẽ kiểu như là tàn phá mọi thứ luôn ấy các bạn ơi. Rất là nguy hiểm. Thành ra mình nghĩ là chỉ có nước là đi xuống dưới hầm mai mà đi đánh nhau với bọn chúng thôi. Nhưng mà ở phiên bản mới này, khi mà con boss Wither đi diệt một con quái, một con mob bất kỳ thôi, thì nó sẽ tạo ra một bông hoa các bạn ơi. Ví dụ như là con boss Wither tiêu diệt một bé gà đi thì sẽ tạo ra một bông hoa kiểu như là Wither vậy ấy. Nhưng mà mình đứng lên sẽ bị dính độc luôn. Ở bông hoa đó kiểu như là có công dụng rất là hay luôn, thuận tiện cho việc mình làm mấy cái chỗ farm mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ mang theo thức ăn nữa. Nãy giờ chưa có mang theo thức ăn rồi sao có sức mà đánh nhau với con boss được. Để coi mình còn thiệt không cái đã. Đây mình có cá chín nè. Cá chín cũng khá là tốt á. Giờ mình sẽ mang theo cái nón nữa đi. Nãy mình thấy cái nón của mình hình như còn khá là nhiều độ bền hay sao á. Đúng rồi, cái nón này cũng tạm ổn nè. Rồi giờ mình sẽ cắt cái kéo nhà nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lên đường rồi đánh nhau với con boss Wither nha các bạn. Mình nghĩ chắc đánh nhau hồi hôm bữa ấy mình có đào một cái hang ở phía dưới này hay sao nè.
Hình như đâu đây nè các bạn ơi. Mà mình lắp lại mất tiêu rồi. Nhưng mà nếu trên Nether ấy thì không được đâu, tại vì Nether là cái chỗ mình di chuyển ấy. Thành ra chắc bây giờ mình sẽ đi xuống cái hầm mai của mình đi các bạn ơi, đánh nhau với hầm mai cũng được. Mình sẽ đi xa xa cái căn cứ ở dưới lòng đất của mình một xíu, tại vì cái hầm mai của mình cũng vừa là cái căn cứ dưới lòng đất của mình luôn ấy. Nếu đánh nhau mà gần chỗ đó quá thì nó sẽ khiến là hủy hoại cái chỗ của mình xây hôm bữa vậy thì không tốt đâu. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây nè. Đi thẳng xuống dưới luôn, sẵn tiện xuống thăm cái căn cứ dưới lòng đất của mình. Tại vì mình làm cái này ở khá là sâu ấy, thành ra mình cũng rất là ít khi đi xuống dưới đây luôn các bạn ơi. Thỉnh thoảng mới xuống thôi. Ui, kim cương mình mang theo nhiều thế. Ui, không được, không được, không được, mình phải cắt bớt mới được. Kim cương mang nhiều vậy là không ổn đâu, cắt bớt kim cương vô đây nè. Rương sugar cũng để đây luôn. Nước thì mình mua mang theo rồi, nhưng mà mình nghĩ đánh boss này chắc cũng không tới nỗi nào cần nước đâu các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi hướng bên đây đi nha. Cũng được, cũng được. Đi hướng bên đây đi các bạn ơi. Đó, đi tới nào khi mình cảm thấy đủ sai thì mình sẽ bắt đầu triệu hồi con boss Raider nha, để chúng ta có thể kiểu như đánh nhau với bọn chúng luôn. Và khi sau khi mình tiêu diệt boss Raider, mình sẽ nhận được một cái sao Nether. Cái ngôi sao mà chúng ta có thể chế tạo được cái đèn hiệu, một thứ rất là hữu dụng cho chúng ta trong việc đào bới luôn. Tại vì nó sẽ có một cái tùy theo mà bạn lựa chọn thôi, và cũng như có thể nâng cấp lên đấy để tăng cái tầm hoạt động của cái đèn hiệu luôn. Nào là đào nhanh này, hồi máu này, chạy nhanh này, rồi nhảy cao này, và như là bảo vệ nữa hay sao á, có rất là nhiều cái hiệu ứng tốt luôn á. Để mình coi nào, gì đủ xa chưa ta. Ui, tầm này chưa đủ đâu, mà để mình đi xa xa một xíu kiếm chỗ nào kiểu như có căn phòng luôn đi. Ui, cái này ngay cái hang rồi, không được, không được, ngay cái hang lỡ nó bay lên trên thì tôi á. Qua đây thì sao. Ui, chỗ này có lava cũng không được luôn, tại vì nếu mà mình tiêu diệt mà gần lava ấy, thì nhiều khi con boss mình giết xong ấy nó lại rơi cái sao Nether vào cái hồ lava thì khổ mình á. Bên đây thì sao, bên đây vẫn là một cái hồ á. Mình nghĩ là đánh tầm này là được rồi nè các bạn ơi, nhưng mà bây giờ mình cần phải đào ra một xíu cái đã. Mình sẽ đào cho nó cao cao một xíu nha, để mình có đủ không gian ấy để triệu hồi một con boss Raider này. Ngoài ra mình cũng phải có đủ không gian để triệu hồi những anh golem nữa chứ. Tại vì mình có phương án dự phòng là những anh golem ấy, tại vì thông thường khoảng 5 anh golem ấy là đã có thể dễ dàng tiêu diệt một con boss Raider rồi. Anh golem vừa trâu vừa khỏe này, mà kiểu như là lại dễ dàng triệu hồi nữa. Thành ra mình sẽ chuẩn bị thêm nhá. Rồi giờ thì mình sẽ đào ra một xíu cái đã. Đào ra tầm này đủ chứ ta. Tầm này là mình có thể triệu hồi được một con boss Raider rồi nè. Mình sẽ cắm đuốc lên một xíu đi, tại vì khi mà nó xuất hiện ấy thì những cây đuốc này nó cũng sẽ bị phá vỡ thôi. Nhưng mà tạm thời mình sẽ cắm đuốc để cho các bạn dễ xem nha. Rồi đập cái này ra nè, cũng như ở bên đây cho nó rộng rộng một xíu. Rồi khoảng này thì mình sẽ triệu hồi những anh golem được không ta. Mà không, mình nếu mà mình triệu hồi trước ấy thì lại thiệt trong anh golem. Mình nghĩ mình sẽ đánh nhau với con boss Raider trước đi các bạn ơi. Mình đánh tới khi nào mà nó còn khoảng nửa cây máu đi, rồi mình sẽ triệu hồi với anh golem để cho anh golem kết thúc con boss Raider nha. Rồi mình sẽ chuẩn bị sẵn những phôi sắt nè, những quả bí ngô được cắt nè, đầu Raider thì mình sẽ stack lại với nhau. Táo vàng mình sẽ cầm sẵn trên tay nè. Mình quên làm cái khiên rồi, thiệt tình. Phải có cái khiên thì nó mới dễ dàng được các bạn ơi. Thuốc hồi máu mình sẽ trang bị sẵn nè, đuốc thì chắc không cần đâu. Cá hồi chín á, thức ăn thì ăn táo vàng cũng được. Xô cắt vào nè, cung thì cũng cần này. Thuốc hồi máu sẽ trang bị sẵn luôn, tại vì mình cần hồi máu gấp ấy các bạn ơi. Ok, tầm này là ổn rồi. Giờ mình sẽ chuẩn bị nha, mình gắn trước hai cái đi các bạn ơi. Đây một cái nè, đây một cái nè. Ôi, hơi hồi hộp các bạn ơi. Thuốc nhanh nhẹn nè, thuốc sức mạnh nè. Rồi chuẩn bị nha, mình sẽ uống xong. Mình sẽ triệu hồi đi, tại vì boss Raider ấy, sau khi triệu hồi sẽ có một khoảng thời gian để nó đầy máu các bạn ơi. Trong khoảng thời gian này thì mình sẽ uống thuốc vô nha. Đây, uống thuốc ăn táo vô luôn. Rồi đầy máu rồi, chuẩn bị nè. Rồi xong vô. Ui. Các bạn thấy con boss nó mạnh chưa? Oh my god. Ui, hồ máu. Ui, con boss mạnh quá. Hồ máu. No, không được để nó làm mất quá nhiều máu các bạn ơi. Ui, nó gần ngõm anh kìa. Lách hit nè. Xong rồi. Không. Ui, may quá các bạn ơi, xém nữa là rơi vào lava rồi. Ui, các bạn thấy con boss này nó mạnh chưa? Nhưng mà mình không để ý là mình mạnh tới vậy luôn á. Mình chỉ cần có vài chém thôi là đã nửa cây máu của con boss Raider này rồi. Ui, nhưng mà hiệu ứng nó lâu ghê luôn kìa. Mình phải ăn vô cái đá, nếu không thôi là mất khả năng hồi phục với các bạn ơi. Ui, rồi mình ném nhầm cái lọ thuốc luôn rồi. Uổng hết một lọ thuốc không.
Ok, tầm ổn. Vậy là mình không có thiệt hại một anh golem nào hết trơn luôn. Một mình là đã có dư sức ấy để tiêu diệt một con boss leader các bạn ơi. Wow, vậy cuối cùng cũng tiêu diệt được xong con boss leader rồi. Và mình có cái Sanader rồi nè các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem công thức của Sanader nhá. Sanader thì mình sẽ chế tạo được cái beacon, nhưng mà hình như cần phải có bàn chế tạo thì mới hiện công thức ra hay sao á. Để mình lại cái căn cứ trên lòng đất của mình xem coi công thức nó như thế nào ấy, rồi mình chế tạo trong ngày hôm nay luôn nhá. Ở đây còn loại thuốc nhanh nhẹn nào uống vô luôn để quay về cho nó nhanh các bạn ơi. Rồi quay về nè. Công nhận thuốc nhanh nhẹn hai lợi thì các bạn ơi, hồi nãy mà không có thuốc nhanh nhẹn với thuốc sức mạnh ấy thì mình khó lòng mà tiêu diệt được con boss leader luôn ấy. Tại vì khi mà có thuốc nhanh nhẹn thì mình sẽ di chuyển nhanh hơn này và né những phát bắn của con boss leader ấy. Tại vì một phát bắn của nó thì rất là nhiều sát thương luôn, mà không né được thì hơi bị mệt với nó luôn á. Rồi giờ mình sẽ trở về căn cứ thôi. Tới chưa ta? Ui, cố lên. Hiện tại thì mình chưa có đủ băng ấy để ốp phía dưới phần sàn của cái hầm mai này. Nếu mà ốp được dưới phần sàn ấy thì mình sẽ di chuyển rất là nhanh luôn á. Rồi đi qua một cái nè. Về tới căn cứ rồi. Rồi ok, giờ mình sẽ xem công thức nó xem như thế nào nhá. Để coi coi mình có gỗ không mới đã, để mình có thể làm được cái bàn chế tạo các bạn ơi. Đây mình sẽ craft một cái bàn chế tạo nha. Bàn chế tạo rồi đặt xuống đây. Đó, giờ xem công thức của cái sao nether thôi. Cái đó ở bên nào ta? Bên cái khói đúng không? Bật cái này ra nè. Bên đây không có, bên đây cũng không có luôn. Ở đấy, đèn hiệu nè. Chúng ta cần hắc diệm thạch và 5 cái kính. Công thức rất là rẻ luôn các bạn ơi. Hình như trong rương mình còn hắc diệm thạch hay sao nè, đúng không ta? Ủa, hắc diệm thạch mình vứt ở đâu hết rồi? Để mình kiểm tra lại cái đã. Ở trong rương này cũng không có hắc diệm thạch luôn. Vậy là bây giờ mình phải đi lấy hắc diệm thạch đấy các bạn ơi. Cũng được, nhưng mà để coi coi hướng bên đây có hắc diệm thạch không mới đã. Hồi nãy mình quên để ý nữa, hình như đâu đây nè có một cái chỗ có hắc diệm thạch hay sao rồi các bạn ơi. Hồi nãy mình mới lướt ngang á. Mà thôi đi, để mình đi lên trên đấy để mình cắt đồ này, cũng như là mình sẽ chuẩn bị sẵn hắc diệm thạch cũng như là kính nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo một cái đèn hiệu rồi tìm cách sử dụng nó nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình chuẩn bị xong những vật liệu để chế tạo cái đèn hiệu nha. Ok các bạn ơi, trên đường về thì mình đã gặp được một anh zombie này. Và anh đang... Ui, anh đã biến anh dân làng thủ thư của mình ấy thành zombie dân làng mất tiêu rồi. No, anh dân làng của mình. Cái này mình làm cao quá thành ra anh bị zombie tấn công rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải chữa bệnh cho ảnh mới được. Mình cần phải có một cái thẻ tên trước. Tại vì nếu mà quá thời gian ấy thì ảnh sẽ bị despawn các bạn ơi. Lúc đó là mình hết tìm lại ảnh được luôn ấy. Giờ phải đi vào trong này chuẩn bị một cái thẻ tên trước nha. Rồi giờ mình sẽ vào để lấy một cái thẻ tên cũng như là đặt một cái tên gì đó cho ảnh luôn. Đây mình có một cái nè. Sau đó mình sẽ cho vào cái đe để đổi tên nha. Ở đây thì mình sẽ đổi tên thành Villager. Để coi nào, tên gì cũng được thôi. Đây bỏ vô. Và Villager. Đây Villager nè. Đó, rồi nhau ngoài đặt cho ảnh cái tên thôi. Lúc đó thì ảnh sẽ không sợ despawn vào ban ngày nữa rồi. Yay. Và ảnh có một set đồ vàng các bạn ơi, thành ra ui. Rồi ảnh despawn luôn rồi các bạn ơi. Ảnh despawn mất tiêu rồi. Phải anh đó không? Không phải anh này. Anh zombie dân làng của mình hồi nãy ngồi trong xe mỏ nè. Không phải các bạn ơi. Xong luôn. Mình định chữa bệnh cho ảnh nhưng mà mình... Ý là mình tranh thủ mình vào mình chế tạo rồi đó. Chế tạo cái thẻ tên để đặt cho ảnh nhưng mà không kịp các bạn ơi. Thấy chưa? Chưa ban ngày nữa là anh đã despawn mất tiêu rồi. Mình cũng đang định có một cái thí nghiệm ấy, là ví dụ anh dân làng đang có một cái nghề nào đó đúng không, sau khi mình mà chữa bệnh cho ảnh ấy thì ảnh sẽ bán đồ rẻ hơn, nhưng mà không biết ảnh có giữ cái nghề đó lại không ấy các bạn. Giờ mình đang định thí nghiệm nè. Chắc mình sẽ hy sinh thêm một anh dân làng nữa đi. Sẽ mở cái cổng này ra. Thả anh dân làng thả anh zombie này vô nha. Đây cho anh zombie này vô để tiêu diệt cái anh dân làng của mình nha. Rồi cho anh dân làng đó xử đi. Rồi cạp anh dân làng kìa, cạp tôi làm gì. Trời ơi. Không. Ui sống cạp dân làng kìa, cạp tôi làm gì. Cạp dân làng đi. Rồi mình sẽ đi ra ngoài nha, để khuất tầm nhìn của con zombie đi các bạn ơi. Ui zombie vẫn dí mình kìa. Ui không có dân làng một hồi thế nào cũng bị golem đánh cho coi nè. Để mình coi nè. Ui đi lỡ, ui lỡ đằng kia kìa. Ui anh zombie lỡ đằng kia kìa, một hồi thế nào cũng bị anh golem đánh cho coi nè. Ui rồi xong rồi. Ba anh golem gặp rồi các bạn ơi.
Bên Golem gặp rồi kìa, chạy đi, chạy lên tôi làm gì? Golem, ui, ui, ui. Thấy chưa? Nãy cạp anh Zombie là đâu bị Golem xử đâu. Thì cái tình luôn. Lại tìm mình chứ không biết nữa, giờ bị mấy anh Golem á quánh luôn rồi. Anh này bán gì đây? U, đổ mềm mãi nè. Ui, cái cuốn sách này là cũng hơi bị hiếm có á các bạn ơi. Đợt trước mình đợt trước mình tìm rất là lâu thì mới được cuốn mềm mại á. Ồ, khá là tốt, khá là tốt. Còn anh bên đây coi. Anh đây có vẻ là còn sống được rồi các bạn ơi. Vậy mình sẽ đặt lại cái hàng rào đây, cũng như là trả lại cái cổng đi. Rồi, giờ mình sẽ vào trong để cắt đồ nha. Vậy là hôm nay mình không có thể nào chữa bệnh cho anh nhân làng được rồi, cũng như là chưa làm được cái thí nghiệm ấy. Nhưng mà mình chỉ tiếc anh nhân làng thôi, tại vì anh đang sống trong đây nè, nhưng mà không biết làm sao con zombie có thể vào bên trong được ấy, rồi cắn anh mất tiêu luôn. Ui, tự nhiên có một anh nhân làng biến mất khỏi ngôi làng của mình cũng khá là buồn các bạn ơi. Nhưng mà thôi đi, để sắp tới mình sẽ đưa một vài anh khác vào đây ở nha. Rồi giờ mình sẽ vào trong để cắt đồ thôi, chưa kịp cắt đồ lo đi cứu nhân làng mà cứu không kịp. Rồi giờ hẹn gặp lại các bạn khi mình chuẩn bị vật liệu để chế tạo cái beacon nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã đủ cái vật liệu ấy để chúng ta có thể chế tạo được một cái beacon rồi. Giờ mình sẽ cho bà vàng chế tạo nha. Đây. Đó, chúng ta đã có được một cái đèn hiệu rồi nè. Rồi giờ lấy ra luôn. Bây giờ mình sẽ cần phải kích hoạt nó lên, tại vì khi mà mình đặt cái đèn hiệu xuống ấy thì nó sẽ có báo những tầng năng lượng nè. Ở đây khi mà chúng ta có một tầng ấy thì được hai cái này, đào nhanh cũng như là tốc độ này. Hai tầng thì sẽ được kháng cự hoặc là nhảy cao, còn ba tầng ấy thì sẽ có thể chọn được sức mạnh. Và khi mà mình mắc tầng ấy là bốn tầng ấy các bạn ơi, thì chúng ta sẽ thêm được một cái hồi phục nữa nè. Cái này là nó cho thêm ấy các bạn ơi. Đó, để vậy là tổng cộng chúng ta sẽ có được hai cái hiệu ứng ấy, một là hồi phục và một cái bất kỳ bên trái. Rất là hay luôn khi mà chúng ta lắp đầy á. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm những cái loại khoáng sản để chúng ta có thể kiểu như là kích hoạt nó nha. Ở đây mình có sắt, hình như mình còn ở trong cái chỗ nấu đồ tự động hay sao á. Để mình qua cái chỗ nấu đồ tự động mình kiểm tra coi. Tại vì đợt trước mình tung hết số sắt mình đang có ấy, nhưng mà mình chưa có kịp lấy ra các bạn ơi. Để mình coi nào. À còn nè. Vậy với số này hy vọng là đủ để chúng ta có thể lắp khoảng 1 đến 2 tầng nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ chế tạo khối sắt nè. Wow, mình được một stack chứ 5 khối luôn nè. Còn vàng thì sao? Vàng thì được 20 mấy khối thôi. Hình như cỡ rài mình ăn hơi nhiều vàng hay sao các bạn ơi, ăn cà rốt vàng hơi nhiều ấy. Thành ra vàng mình cũng gần hết mất tiêu rồi, mình còn có 20 mấy khối vàng thôi. Mình định làm ấy theo thứ tự là sắt, vàng, kim cương rồi đến emerald ấy, cho 3 tầng, có 4 tầng thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà hiện tại thì mình hết trơn rồi. Giờ thì em làm thêm ít nữa đi. Sắt nè, vàng nè. Ui, nhầm. Vậy mới đúng. Rồi, cho mấy cái phôi ít ỏi còn lại vào đây nha. Đây, giờ hết có vào khoáng sản các bạn ơi. Vậy là sắp tới chúng ta cần phải đi mai nhiều hơn á. Rồi, mình còn 16 khối trong đây nữa. Còn ở trong đây nữa nè. Vậy, chế tạo hết luôn. Hy sinh cho cái beacon thôi các bạn ơi. Rồi, còn 8 cục thì mình sẽ cho vô đây. Và kim cương chắc mình sẽ sử dụng để làm beacon luôn nha. Ồ, cũng được ấy. Và mình cần một cây cúp gia tài 3 để mình coi nào. Đây, gia tài 3 của mình đây. Mình sẽ sử dụng cúp gia tài 3 để đập hết số quặng còn lại của mình nha. Hiện tại thì mình còn có 16 quặng kim cương thôi các bạn ơi. Bây giờ 16 quặng này sẽ cho mình khá một xíu để mình có thể chế tạo thêm những cái khối kim cương ấy và lắp đầy cái thanh năng lượng cho cái đèn hiệu thôi. Rồi, giờ dùng cúp gia tài coi. Đây, cắt bớt mấy cây cúp không cần thiết. Đây, gia tài 3 nè. Đập ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ui, gia tài 3 mà mình đập ra được có 29 viên thôi. Ồ, có lẽ mình không may mắn cho lắm rồi các bạn ơi. Chưa được một stack nữa. Mà thôi kệ đi, không sao đâu. Rồi, giờ mình sẽ đổi hết ra mấy cái khối nha. Đây, mình được 25 khối kim cương luôn. Giờ mình còn có mấy viên kim cương thôi. Cắt vô đây đi. Rồi, bây giờ mình sẽ... Ủa, hình như trong nhà mình còn nữa hay sao? Giờ mình sẽ vét hết số khoáng sản ở nhà của mình luôn nha. Ồ, tại vì khoáng sản mình vứt ở nhiều nơi lắm các bạn ơi. Nè, đây nè, còn 30 mấy viên nữa nè. Vậy, nén ra luôn nha. Được 28 cái khối rồi. Trong đây sao? Hình như hết hay sao rồi. Hình như là hết luôn rồi các bạn ơi. Để coi emerald, coi mình chế tạo được bao nhiêu khối nha. Emerald hình như mình cũng có khá. Ui, hôm bữa mình đổi mấy quyển sách á, mình quên nữa ta. Mình đổi mấy quyển sách khá emerald rồi. Giờ mình hết sạch rồi các bạn ơi. Kim cương mình được 29 khối.
Mình chỉ thiếu mỗi Emerald thôi, nhưng mà Emerald thì mình rất là dễ tìm luôn, mình có thể đánh những bọn cướp dân làng ấy, kích hoạt cái hiệu ứng điểm xấu lên ấy để mình đánh nhau với bọn chúng để farm thêm Emerald hoặc là đổi với mấy dân làng nè. Rồi ok, và cái đèn hiệu này mình dự định sẽ đặt bên trong ngôi làng của mình luôn, để cho ngôi làng mình kiểu như là có một cái nguồn năng lượng từ trên chiếu xuống vậy đó các bạn ơi, như vậy thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Nhưng mà ở bên trong này thì nhỏ quá không đủ để mình đặt ra bên ngoài. Để coi nào, kiếm chỗ nào trống trống đây ta. Còn ở phía trên nóc của cái ngôi đình rồng ấy thì nó lại quá nhỏ. Mình có nên đặt ở dưới không ta? Rồi sẽ cho một nguồn ánh sáng từ dưới chiếu lên trên ấy. Ui cũng được á. Ôi chưa chưa, để mình thử nha. Mình sẽ đặt trước một cây đuốc ở phía dưới như vậy. Đó, đập ra để cho cái quả trứng rồng rớt xuống các bạn ơi. Đấy, để mình lấy lại cái quả trứng rồng thôi. Đó cũng là một cách để các bạn có thể lấy được trứng rồng ấy mà không cần dùng piston đâu. Rồi mình sẽ chờ một ổ ở đây nha. Trên đây cũng có thể đập ra nè. Đá phát sáng thì mình sẽ đập ra luôn. Đó, ui rớt một trển rồi. Ui nó rớt một trển rồi, mình phải leo lên trển đi lấy lại các bạn ơi. Rồi lấy lại được rồi, giờ mình sẽ đi xuống dưới nha. Đó, ở đây mình sẽ bắt đầu lấp đầy hết bằng những khoáng sản luôn. Ở đây là ô trung tâm đúng không? Đập ra một, ui rồi luôn. Giờ sao đi lên đây? À đây đây đây, lên được rồi. Mình sẽ bắt đầu đập ra bên ngoài nha. Mình không biết cái tầng thấp nhất là bao nhiêu ô ta. Chưa, để mình đặt tạm cái beacon ra để mình coi coi cái tầng của nó là bao nhiêu cái quặng ấy các bạn ơi. Bao nhiêu khối chứ? Cái này là hình như 3 nè. 3 6 9 12. Hình như mắt vòng của nó là 12 cái block hay sao á. Không biết đúng không nữa. Chưa, mình để mình đặt tạm trước 12 ô đi các bạn ơi. 12 ô lận á. Cái ô trung tâm là ô này hay sao nè, đúng không ta? Ô này ô trung tâm đúng không? Mình sẽ đặt xuống một cái block đá cội gì đi. Đó, đặt một cục sắt nè. Rồi sau đó đi về một hướng là ô 12 ô. Ô 12 ô là số chẵn rồi mà sao đặt được ta? Hình như là 11 hay sao á. Chưa, để mình đặt thử coi. 1 2 3 4 5 nè. 6 7 8 và 9. Tạm thời mình đặt 9 trước đi các bạn ơi. 9 thôi. Đó, 9 ô đúng không? Bên đây cũng tương tự nè, 1 này. Đập ra 2, đập ra 3, 4. Đó, tương tự ở bên đây là 5 6 7. Bên đây là 9 đủ nè. đủ rồi. Nãy mình đếm thiếu á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, vừa đủ nha. Rồi, bên đây cũng phải có luôn nha. Để tạo thành một cái hình vuông luôn ấy các bạn ơi. Vậy là mình sẽ thay phần sàn này rồi. Cũng hợp lý á. Nó vừa kiểu như là vừa giấu được cái phần khoáng sản ở phía dưới này, vừa làm cho ngôi đền rồng của mình trở nên đẹp hơn ấy. Tại vì hôm nay mình chưa có kịp trang trí bên ngoài ngôi đền rồng nhiều cho lắm. Thành ra nhân lúc mà mình có cái bi canh nè, cũng như là một ít cái khoáng sản thì mình sẽ trang trí ở đây luôn nha. Đập ra nè. Đập hết cái này ra luôn. Bây giờ chơi phần sàn ấy là bằng khoáng sản luôn, xịn thật á. Rồi đặt ra gì không biết có đủ được quạt chưa nữa ta. Để mình thử nha. Đặt cái 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Vậy là đúng rồi đó các bạn ơi. Vậy là đúng rồi. Ui, quên nữa, ở bên ngoài mình có lava. Lỡ mà mình đặt nhầm một cái là xong luôn á. Phải cẩn thận nha các bạn. Ở đây mình lỡ trang trí bằng lava rồi. Mình mà đặt sai một cái là mất luôn. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ ốp trước cái phần sàn thứ nhất này cái đã, là những cái khối sắt nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu làm tiếp phần sàn thứ hai nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong phần tầng 1 nha. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong tầng 1 rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tiếp tầng 2 nha. Và tầng 2 thì mình sẽ không làm hết bằng những khối vàng đâu. Tại vì số lượng vàng mình có hạn các bạn ơi. Thành ra mình chỉ viền ở bên ngoài thôi. Còn ở chính giữa ấy thì mình vẫn ốp lại bằng những cái khối sắt như bình thường nha. Khi nào mình có nhiều hơn thì mình sẽ đổi lại thành vàng hết luôn để cho nó đẹp hơn. Rồi là lên tiếp tầng thứ 3 ấy, mình sẽ sử dụng những khối kim cương nha. Còn tầng cuối cùng là tầng 4 ấy thì mình sẽ sử dụng những khối emerald. Nhưng mà sắp tới mình sẽ cố gắng trao đổi với mấy anh dân làng để có thêm. Và chúng ta sẽ ốp tiếp nha. Tạm thời thì mình sẽ đặt cái beacon ngay đây đi nhờ. Nghe ở chính giữa này các bạn ơi. Búp.
Vậy là chúng ta đã có được một cái thành tựu rồi các bạn ơi, mang một đèn hiệu về nhà. Và cái đèn hiệu này nó có thể thay đổi màu nha các bạn. Giờ mình sẽ thử đập cái này ra nè và đi vào bên trong nhà ấy để lấy những cái khối kính màu nha, để chúng ta có thể thay đổi được cái màu của đèn hiệu nè. Để coi coi mình có những cái màu kính nào nha. Ở đây mình có khá là nhiều luôn á. Mình sẽ đem hết ra ngoài thử coi. Và mỗi cái thì mình chỉ cần một màu, một khối là được rồi, không cần quá nhiều đâu. Màu đen nè, màu đỏ nè, màu hồng nè, rồi màu cam nè, màu cái này là màu xám nhạt hả? Xám nhạt cho vào đây luôn đi. Màu xanh nước biển một cái nè, rồi màu tím một cái, cũng như là màu vàng một cái nha. Rồi mình sẽ đổi từng cái nào đẹp hơn nha các bạn. Bây giờ mình còn thiếu hai màu, đó là màu xanh và màu xanh xanh nhạt các bạn ơi. Hai màu đó mình thấy cũng khá ổn á, nhưng mà giờ coi mình sẽ ốp cái kính ở phía trên này nè. Ốp ngay vị trí, ốp ở dưới cũng được, miễn sao nó ở trên cái đèn hiệu là được á các bạn ơi. Màu xanh coi, đổi màu nè. Màu xanh hơi tối, đổi nữa. Mày quá, mình dùng đúng cúp, sợ sai cúp ấy là sẽ bể luôn á. Màu đỏ coi. Màu đỏ nhìn nó hơi u ám một xíu các bạn ơi, mình không thích vậy đâu. Màu vàng coi, màu vàng chắc là tươi hơn nè. Màu vàng. thử màu xanh biển nhạt coi, không biết mình có màu xanh biển nhạt không ta. Mình không có màu xanh biển nhạt rồi, màu hồng coi. Màu hồng cũng khá ổn nè. Mình không muốn mấy cái màu nó quá đậm đâu các bạn ơi. Màu đen được coi, mình không biết màu đen nó như thế nào nữa. Màu đen thì không nên đâu, đèn hiệu mà. Mình nghĩ đèn hiệu màu xanh lá cây là đẹp nhất á, để mình vô trong ấy, để mình chế tạo thử một vài cái tấm kính màu, khối kính màu xanh lá cây thôi. Và mình mới thấy một mấy màu đen kìa. Vậy là khi mà mình có nhiều anh dân làng ấy thì sẽ tự động xuất hiện những bé mèo các bạn ơi, rất là hay luôn. Không cần phải kiểu như là đi tìm mấy ngôi làng đâu, chỉ cần ở nhà và đợi mấy bé mèo tự xuất hiện thôi các bạn ơi. Màu xanh biển nhạt nữa nè, mình thấy có màu xanh biển nhạt đúng không? Đây, màu xanh biển nhạt nè. Đó, rồi bắt đầu chế tạo thôi. Xanh lá cây nè, xanh lá mạ nè, rồi xanh biển nhạt nè. Đó, ba màu kính mình đang thích nè. Rồi mỗi thứ một cái nha. Rồi cắt bớt vô cái rương này đi. 1, 2, 3. Rồi ra ngoài đặt xuống thôi. Giờ mình còn khá là nhiều có kim cương nè. Nhưng mà có kim cương từ từ đặt sau đi các bạn ơi. Mình sẽ đợi khi nào mình lắp đầy được tầng 2 trước đã, rồi mình mới ốp tiếp tầng 3 ấy. Rồi giờ thì cho cái tấm kính màu, khối kính màu xanh nước biển lên thử coi. Xanh nước biển. Đẹp chưa? Wow, xanh biển nhạt mình thấy rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Tiếp theo là thử màu xanh lá mạ coi. Xanh lá mạ mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn á. Wow, xanh biển nhạt và xanh lá mạ là hai màu mình thấy nó đẹp nhất á. Rồi tiếp theo là màu xanh lá cây nào, xanh lá cây chắc không bằng rồi. Xanh lá cây. Thấy không, xanh lá cây không bằng chắc rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ sử dụng màu xanh biển nhạt nha, tại vì mình khá là thích màu xanh biển nhạt này luôn các bạn ơi. Rồi vậy là xong cái đèn hiệu rồi nha, chỉ mới một phần thôi. Và bây giờ mình sẽ lấy thử một vài hiệu ứng cho các bạn xem luôn nha. Mình sẽ sử dụng vàng đi nhờ. Chưa, để mình vào trong mình lấy sắt đi. Sắt cho nó tiết kiệm các bạn ơi. Vàng thì nó hơi hiếm một xíu, sắt thì mình sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Ở trong đây hình như mình còn nè. Đây mình còn một ít, mình sẽ lấy một phôi thôi cũng được. Chỉ cần một phôi khoáng sản thôi ấy, là mình có thể kích hoạt được cái đèn hiệu và chọn được cái hiệu ứng mà mình thích rồi. Đây mình sẽ vào trong để coi coi cái này có tốc độ chưa ta. Mình khá là thích tốc độ á. Có tốc độ nè. Giờ cho sắt vào nè. Đó, các bạn chỉ cần chọn tốc độ hoặc là nhanh nhẹn. Đó, chỉ cần chọn một trong hai thôi các bạn ơi. Rồi ấn dùng dấu tích đây nè. Xong. 1, 2, 3. Giờ mình đã có tốc độ rồi. Nhưng mà sau khi các bạn lên mắt tầm ấy, thì nó sẽ kiểu như là thành tốc độ 2 hay sao á. Và cái khoảng cách ấy thì nó sẽ xa hơn rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ coi coi mình được. Cái này là mới tầng 1 thôi á. Nhảy cao mình chưa được nè, khi nào mình lắp đầy mình mới được tầng 2 các bạn ơi. Giờ mình sẽ coi coi nó cách là khoảng bao nhiêu ô nha. 1, 2, 3, 4 nè, 5, 6, 7, 8. 8 ô á. 9. 10, 11, 12. Thử 12 ô coi. 12 ô vẫn còn à. 13, 14, 15 ô. 15 ô vẫn còn luôn. 16, 17, 18, 19. 19 ô vẫn còn, 20. Tính ra cái tầm cái này nó cũng xa lắm luôn á các bạn ơi. 21. Vì là nó chỉ được 20 ô thôi các bạn ơi. Ở tầng 1 ấy thì chúng ta chỉ có thể kết quả trong khoảng cách ấy là 20 ô thôi nhá.
Wow, cũng khá là hay. Sắp tới mình sẽ cố gắng đi may thật là nhiều ấy, để chúng ta có thể lắp đầy được hết cái đèn hiệu này nha. Để mỗi khi chúng ta ở trong nhà ấy, thì vẫn có được cái hiệu ứng từ cái beacon nha các bạn. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang câu cá để chúng ta có thể có thêm một vài con cá để thuần phục mèo nha. Thì gần nhà mình bây giờ bắt đầu xuất hiện những bé mèo từ ngôi làng ấy, rất là hay luôn. Rồi ok, giờ gán thêm một vài con nữa đi. Hiện tại mình mới có 6 con thôi, 5 con cá tiết sống ấy và một con cá hồi sống, với một con cá này cá nhiệt đới hay sao nè. Ủa, hình như cá nhiệt đới này thì không có thuần phục được hay sao á, thành ra bây giờ phải gán câu thêm nữa các bạn ơi. Và nãy giờ mình cũng câu được một cái yên cưỡi nữa. Nói chung câu cá thì nhiều khi mình lại được một vài món đồ ngon các bạn ơi, kiểu như là những cái cần câu sửa chữa này, cung sửa chữa, hoặc là những cái cuốn sách có dòng sửa chữa ấy, rất là hay luôn. Nhưng mà nó phụ thuộc vào độ may mắn rất là nhiều ấy. Và cái cần câu của mình thì nó có dòng nhữ hai với chậm hỏng thôi. Đó, mình được một cuốn sách phù phép nè, sắc bén ba. Đó, thấy chưa, các bạn thấy câu cá thích chưa? Rồi, giờ mình sẽ câu thêm một vài con nữa nha. Biết đâu một xíu nữa mình lại được một quyển sách mending thì tiệc cứu mèo luôn á. Rồi, và lúc trước ấy là khu vực này chính là cái chỗ mình đặt cái nơi AFK câu cá nè. Nhưng mà bây giờ mình đã đặt cái nút play YouTube rồi, thành ra mình cũng dọn cái khu vực này đi rồi các bạn ơi. Rồi câu thêm một một con nữa đi nha, khoảng 8 con thôi. Mình nghĩ 3 con đầu là có thể thuần phục được một em, và 5 con còn lại là chúng ta có thể thuần phục thêm một em nữa. Rồi ok, giờ ra ngoài và bắt đầu thuần phục mấy em đó thôi. Đầu đầu nãy mình mới thấy mấy bé mèo đâu ta? Ui, đâu mất tiêu rồi. Mèo đâu rồi? Ủa, nãy mới thấy bé mèo trắng rồi, bé mèo đen nữa đâu rồi? Ui, mất tiêu rồi. Ồ, giờ mình muốn thuần phục mà mấy mấy mèo ấy trốn mất tiêu rồi các bạn ơi. Ủa, vậy là mấy bé mèo trốn mất tiêu rồi. Ồ, ở đây còn còn trống một chỗ của gian hàng anh dân làng hồi nãy nè. Ui, anh dân làng này không ở ngoài mua đồ, mình vô đây làm gì? Về bên ngoài đi, đừng vô chỗ buôn bán của người ta. Và đây chỗ bán gà nè, hiện tại mình mới bắt được một bé gà vô chuồng thôi các bạn ơi. Sắp tới mình sẽ gán bắt vài em nữa để có thể làm cái chỗ bán gà nha. Và mấy bé mèo có vẻ trốn rồi. Ôi, giờ muốn thuần phục mấy bé trốn mất tiêu rồi. Vậy là hôm nay thuần phục không được rồi. Để khi nào mình gặp mấy bé mèo ấy thì mình sẽ cố gắng thuần phục thêm nha, để cho đàn mèo của mình nó có kiểu như là đông hơn ấy các bạn ơi. Rồi ok, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã tiêu diệt được Boss Reader này, làm được cái beacon này, cũng như là kích hoạt nó thử rồi các bạn ơi. Và trong thời gian sắp tới, nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay làm gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.